Câu trọng nghĩa hơn tài tiền tài, chứ để nói sai khiến mình. Ai có cổ bỉ khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt, chứ ai có ga thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong dạ sạch, vào chớ quên bố đức thi ân, đó là cái noi gương nghĩa sĩ. Không sống thật cho an hồn xác, sống mộng chi cho nát thân tâm, phải can đảm nhận đời lầm, quyết bừng tỉnh dậy kiếm tầm đường tu, đạo mới giải được câu đời tạm, đời còn nằm trong phạm vi mê, bởi mê thành khổ nhiều bề, mà điều chi cũng chẳng hề được lâu. Thân đã giả thì vật nào phải thật, người luống công giành vật đeo mang, hơi tàn thì mọi vật đều tàn, dù cho vật ấy nồng nàn thương yêu của bác Nam Trần Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Đức Thầy đã hằng bảo cho chúng ta giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài gài gặp ta, là Đức Thầy bảo cho chúng ta cố gắng làm theo lời chỉ dạy của Đức Thầy, để sau này điều kiện chúng ta có đủ nhân duyên, đủ phước đức và đủ điều kiện để chúng ta được gặp Thầy, hoặc giả là chúng ta được gặp Phật trong cái ngày cuối cùng mà chúng ta coi như là có được cái duyên phước ấy. Giờ đây ban tổ chức sắp xếp chương trình để trao đổi Phật Pháp, và chương trình trao đổi Phật Pháp là một cái việc làm để mà thi thố công đức, cũng là một việc làm tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi cũng như ban tổ chức để thực hiện qua cái chương trình truyền bá giáo lý. Thì chương trình truyền bá giáo lý là một cái việc làm để mà chúng ta tạo công đức khinh thanh hồi hướng cho người quá dạng trong cái ngày quá cố. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp chương trình và được đồng đạo Hải gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ đầu trên dưới như là một tiếng đồng hồ. Và lần lượt chúng tôi quý vị cũng cho phép chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái chương trình trao đổi Phật Pháp. Thì chương trình trao đổi Phật Pháp hôm nay là quý vị cho biết là cái chương trình nghi vấn chia sẻ. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn thì quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi. Thì sẵn nhân sự tuần sự hôm nay trong ngày chánh lễ kỷ niệm này, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi ngồi lại, và tất cả chư quý vị có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu, thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu hoặc giả là trong nội dung, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, quý vị mình sẽ có trách nhiệm là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn tối nghĩa, và những câu nào trong giáo lý Đức Thầy ưu ẩn và thâm quyền mà không thể khai thác được cũng như là không thể hiểu nổi, mà thì bây giờ quý vị mình cũng gói lại đó để chờ bậc các bậc cao minh cao đồ rồi chúng ta cũng tìm hiểu thêm. Bởi vì thánh ý u thâm phàm tâm năng chắc, có nghĩa là thánh ý thì rất sâu mà tâm phàm mình khó được, có nghĩa là khó mà tìm cầu cho hết ý được cô bác anh em với đồng đạo. Vậy thì hôm nay ban tổ chức cho chúng tôi chương trình nghi vấn, thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay đó, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi ngồi lại để mà ôn cố qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Thì chúng tôi cũng có vài lời đến tất cả chư quý vị qua cái lời nói đầu để làm gạch nối, để làm một cái tình cảm giữa coi như là đồng đạo và ban tổ chức cũng như tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi. Thôi thì chúng tôi cũng như là tạm dừng lời nói đầu nơi đây và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây xin mời đồng đạo Hương đi đến đây đặt câu hỏi đi. Nam mô A Di Đà Phật. Mình đặt cọc mà khỏi bằng áo tràng cũng được nữa, anh hỏi đi. Đặt cọc mà tới giờ người ta trả cọc quên ha. Nam mô A Di Đà Phật. Khỏi tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lễ kính Đức Thầy. Em tính hỏi anh Tư, trong giáo lý của Đức Thầy câu là cõi trần đừng đấm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyển lập lè sắc hương, mà đấm là đấm sao rồi hả, là sắc hương đó là nhờ anh Tư nói cho quý ông bà cô bác đây nghe chung và em cũng được nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật.
chân thành cảm ơn chàng pháo tay giang dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên được đồng đạo nêu lên trong giáo lý Đức Thầy hai câu. Và trong hai câu giảng đó là: cõi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyển lập lòe sắc hương, rồi tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Đồng đạo chỉ nêu lên trong hai câu, mà hai câu giảng mà được đồng đạo hơn nêu lên, chúng tôi được biết là được trích đó, ở trong cái quyển năm, tất nhiên là cái quyển khuyến thiện. Mà quyển khuyến thiện tức là cái quyển mà Đức Thầy viết vào năm Tân Tỵ, năm 1941, ở tại nhà thương chợ quán. Và có tất cả là 776 câu mà được đồng đạo nêu lên trong đó hai câu cho chúng tôi bàn. Vậy thì chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời cùng tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên. Là hai câu giảng: cõi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyển lập lòe sắc hương. Thưa cô bác anh em chư đồng đạo, vậy thì bây giờ chúng ta đang sống ở trong cõi này là Đức Thầy cho biết là cõi trần. Chữ trần là bụi, mà cái chữ cõi tất nhiên là cái không gian mà chúng ta đang ở. Vậy là cái không gian chúng ta đang ở đây là cái cõi, mà cái cõi này là cái cõi đầy sự bụi bặm nhơ nhốt, mà một từ khác cũng gọi là hồng trần. Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Vậy thì cái cõi này là cái cõi đầy sự bụi bặm nhơ nhớp, là cái cõi không có cái gì chân thật. Thưa chư quý vị, cho nên trong cõi trần này, chúng ta mặc dầu sống như vậy, nhưng mà thân cát bụi cũng phải trở về nơi cát bụi, không có cái gì chân thật hết. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ qua câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, cõi trần đừng đắm ngựa xe, là chúng ta đang sống trong cõi trần, là cõi tạm giả. Mà đã là cái cõi tạm giả này tất nhiên là không có cái gì chân thật. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là thế trần tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ai hà, là có cái gì chân thật đâu. Từ cho cái thân xác của mình cho đến của cải tài sản vật chất, không có cái gì thật đến với mình hết. Đúng không? Cho nên nếu như chúng ta nhận xét cho nó kỹ, nghĩ cho nó sâu rồi, chúng ta coi như là thực hiện đi, không có cái gì là cái của mình hết. Mặc dầu chúng ta đang sống trong cõi trần này, thấy nhà cửa xe cổ tàu bè bóng bẫy nào bạc vàng của cả như môn, nhưng mà dứt thở rồi thì giảng sự điều bốn thân, khi mất sự đời cũng mất. Thì thật nào khác chim bao một giấc tiêu tan, không sự vật nào còn. Kể ra nào vợ đẹp hậu non nào, các tía lầu son lộng lẫy nào, xe cổ tàu bè bóng bẫy, cái nào coi như là chúng ta thấy ở trên dương gian này là cũng không có cái gì chân thật hết. Vì vậy cho nên Đức Thầy nói đã là không thật thì rồi sao? Thì cõi trần này đừng có đắm, đừng có đắm ngựa xe cô bác anh em chư đồng đạo. Vậy bây giờ đắm ngựa xe đó là sao? Thưa chư quý vị, hồi xưa đó là cái người mà làm vua đó cô bác anh em chư đồng đạo, là người ta đi lên trên ngựa. Và trong cái con ngựa nó có xe, mà cái chiếc xe kéo ở sau con ngựa đó, thì trong khi đó coi như là ngựa, coi như là xe bốn ngựa, xe hai ngựa, là tùy theo. Ví dụ như xe con vua đi là xe bốn ngựa, còn cái xe mà của quan đi là xe hai ngựa. Cho nên người xưa có cái câu là nhất ngôn ký xúc tứ mã năng truy đó, có nghĩa là một lời nói mình nói ra là xe bốn ngựa chạy theo không kịp. Vậy thì bây giờ cõi trần đừng đắm ngựa xe là muốn nói chúng ta ham làm quan, ham làm coi như là chức vị cao, ham làm cho nó tột đỉnh, nhưng mà cuối cùng rồi coi như giàu cho vua quan dân thứ gì cô bác anh em chư đồng đạo cũng là như nhau thôi. Khôn ngoan tài trí anh hùng, ngu si dạ dột cũng chung một gò, cuộc đời nhiều nỗi gai go phải không? Thế cho một mai mai một một mai giàu sang cũng chết sạc xài khủng vong, tất nhiên là cái nào cũng tiêu hết. Giàu cho làm vua, giàu cho làm quan đi chăng nữa thì cuối cùng coi như là chúng tắt thở cũng giống như nhau, không có gì khác. Vậy mà trong khi đó chúng ta ham làm coi như là cho dinh thân phì gia, làm cho cái tiếng tâm của chúng ta coi như là được lừng lầy. Nên Đức Thầy mới nói trong cái một chánh định cho chúng ta biết là con người thường hay những cái ý định làm cho mình sáng thêm lên, làm cho giàu thêm lên, được sung sướng thêm lên. Những ý định hoàn toàn nhỏ nhen thấp thỏi,
họ không chịu hiểu rằng cái cảnh này là cái cảnh nghĩa là tạm vạn, là cái kiếp này là cái kiếp coi như là không có gì chân thật, thấy không? Họ không hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn. Nếu lấy sự thiền định phá tan mạng u minh gieo phủ thì thấy rằng cảnh ấy con người sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Mà chúng ta không nhìn thấy như vậy, mà chúng ta chỉ thành nhìn thấy trong hiện tại ở nơi đây thôi. Thôi chưa cô bác, thôi chưa quý vị. Cho nên qua câu này là cõi trần đừng đắm ngửa xe, là Đức Thầy bảo cho chúng ta đừng có ham mê danh lợi, chứ không có gì lạ. Không có ham mê danh lợi, bởi vì cứ như là cái danh lợi trong khi đó giống như là một cái cây nhang, khi chúng ta đốt lên rầu để hen là hưởng được cái mùi thơm của nhang, thì bây giờ cái thân xác của nhang nó tàn ra cho bụi. Còn con người chúng ta coi như là được một cái danh trỗi rồi đó cô bác anh em chị đồng đạo, thì bây giờ cái thân ta coi như là nó cũng muốn tàn phế rồi. Danh cao trỗi dù vô quanh quanh liệt liệt, tần thủy hoàng như chủ kiệt còn chi, sở bá dương như Tào Tháo có ra gì, vô thường đến cũng co đầu rút cổ, không có gì thật hết. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta ham chi đấy, à, cho nên nó danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh như bọt nước có ra gì, mười phú quý như dần mây tan hiệp, à, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, mà giàu đến đâu cũng hưởng một đời. Cái tuổi sanh đeo đuổi kiếp con người, thân ở tứ đại có lấy chi làm chắc, kỳ sanh tử đã thấy liền trước mắt, mà đám vô thường, à, đám cô phần đa thị thiếu niên thân. Còn cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mai đâu chắc được. Cho nên tam thốn khí tại thì đang ban dụng, mà nhất đáng vô thường là dạng sĩ hưu. Ba tấc hơi mình coi như là trong khi đó còn thì bây giờ cái gì cũng dụng được, nhưng mà cuối cùng rồi nhất đáng vô thường là dạng sĩ hưu, tất nhiên là một mai vô thường đến. Mới biết đã mộng sinh muôn vật đều ở lại, chỉ có nghiệp theo mình, không có gì thật hết. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói qua câu này, cõi trần đừng đắm ngựa xe, nha, bảo chúng ta coi như là đừng có nên đắm xe, đừng có đắm danh lợi cô bác anh em chị đồng đạo. Cho nên chúng ta đeo đắm danh lợi rồi, cuối cùng rồi chúng ta mà chúng ta không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình hả, phải không? Cho nên danh có được, sắc tài liền bắt tài được rồi, danh sắc nó theo, sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều vĩnh liệu. Mà dưới một cái cả ba cái, nếu mà ngã bên nào cũng chịu khổ sầu. Mà vượt ra ngoài có mấy ai, đâu rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Có vợ chính muốn thêm hậu lẽ được, tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không phúc nào yên, sự tham muốn lưu chuyện như giường. Vì vậy cho nên như là cuối cùng rồi, coi như là chúng ta giàu có ham muốn cách mấy đi chăng nữa thì chúng ta coi như không bỏ nó cũng bỏ mình, cô bác anh em chị đồng đạo đó. Vì vậy cho nên thôi, giờ cõi trần đừng đắm ngửa xe. Bà giờ trong cái bài chôn cò tào hảo, cô bác anh em chị đồng đạo, Đức Thầy cũng nhắc cho chúng ta biết là ngửa xe đó cám dỗ tao nhân, phải không? Cái làng ngựa xe là cám dỗ tao nhân, gây ra lắm não phong trần, lưng hầu sáo nẻo khôn lần bất ra. Cho nên chính vì cái làng ngựa xe đó đó mà nó cám dỗ biết bao nhiêu người anh hùng, biết bao nhiêu người coi như là sống trong thế gian này cũng bị vướng vào trong đó, mà trong khi đó chúng ta sẽ bị lưng hầu sinh tử. Làng ngựa xe cám dỗ tao nhân mới gây ra lắm nợ phong trần, tạo không biết bao nhiêu những cái điều coi như là mà lưng hầu sinh tử, không? Lưng hầu sáo nẻo khôn lần bước ra là con đường sanh tử, là không bây giờ khó mà bước ra được, cô bác anh em chị đồng đạo. À, vì vậy cho nên qua câu đầu đó là cõi trần đừng đắm ngựa xe, tất nhiên là chúng ta đừng có đam mê, đừng có đam mê danh lợi. Từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật, lòng vui tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh. Đây là đắm ạ. Đeo đắm lợi danh mà bỏ trôi đạo đức, hư danh dễ chuyện. Cho nên nếu mà chúng ta đeo tất nhiên là nó bị đắm, mà không đeo tất nhiên là nó không đắm. Thưa các bác anh em dùng đạo. Vì vậy cho nên qua câu đầu đó là cõi trần đừng đắm ngựa xe. Rồi đeo tuồng mộng quyển lập lòe sắc hương. Mà cái tuồng mộng quyển là cái tuồng gì cô bác anh em dùng đạo? Cái tuồng gì mà tuồng mộng quyển? Vậy thì bây giờ ở nơi đây là cái tuồng mộng quyển, tức là cái tuồng đời mà chúng ta đang sống đây. Mà cái tuồng đời chúng ta đang sống đây là gây tạo những cái nghiệp duyên và cấu hình với nhau, cùng với coi như là tất cả đồng đạo của chúng ta cũng như là tất cả các chúng sanh. Cho nên mới đóng vai cha, đóng vai mẹ, đóng vai chồng, đóng vai con, đóng vai cháu, và tất cả những đó là một cái tuồng hát thôi, không có gì chân thật hết. Cho nên trong sách nói coi như là ly hiệp bi quan tợ hí văn, nhân xoanh bá tuế như sưng mộng, có nghĩa đời người sống trăm năm cũng như giấc mộng. Còn ly hiệp bi quan tợ hí văn có nghĩa là cái chỗ mà hiệp tan, và cái chỗ đoàn tụ, và cái chỗ vui sướng, và cái chỗ buồn khổ của chúng ta chẳng khác nào
như một cái tuồng hát, cô bác anh em chị đồng đạo, không có cái gì thật hết. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói tuồng đời như cá trong lò. Tất nhiên là chúng ta đang sống đây là cái tuồng đời. Tuồng mộng quyển đã bày ra đấy, kiếp phù sanh trong thấy mà đau, nghĩ thân phù thế mà đau, buộc trong biển khổ bèo đầu bến mê, mùi tục lỵ lưỡi tê thân khổ mà đường thế đồ gót gỗ kỳ khu. Tức nói cho chúng ta biết là cái cuộc thế này không có cái gì chân thật hết cô bác anh em chứ đồng đạo. Đó là cái tuần mộng quyển. Vậy thì cái đeo tuần mộng quyển tất nhiên không có cái gì chân thật. Đây là cái tuần mộng quyển. Còn trong kinh Kim Cang lại bảo cho chúng ta biết đó là nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán, là bao nhiêu các pháp nhẫn nhìn, ví như xương bọt giữa giờ dễ tan, chim bao điển chớp tiếng giang, ví như thân xác mà hơi tàn còn đâu. Đó là cái mộng quyển mà trong bộ kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết đó là mộng quyển, là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh. Thì bây giờ Đức Thầy mới nói qua câu này là đeo tuồng mộng quyển. Đeo tuồng mộng quyển là chúng ta sống trong tuồng đời này mà đeo những cái sự mộng quyển. Mà đã đeo tuồng mộng quyển vậy mà còn lập lè sắc hương, cô bác anh em dùng đạo. Còn lập lè sắc hương, còn chân, còn diện, còn khoe này, khoe kia, đủ thứ trân trọng, không? Biết mình sống trong mộng quyển rồi mà mình không lo cái thân của mình để mà mình giải quyết cái kiếp sanh tử vậy đó mà còn khoe không, cô bác anh em dân đạo. Sống trong cái nhà này cũng quyển mà đem cái quyển để mà khoe cái quyển. Cái thân xác này là quyển, rồi chúng ta lấy cái thân xác này cũng khoe cái quyển này, cái quyển này đẹp không, cái quyển này có vị mà nó cũng ngon. Cho nên trong cái quyển mà khoe cái quyển, cô bác anh em dân đạo, đó tất nhiên là chúng ta đã đeo tuồng mộng quyển rồi, ở trong cõi thế này là mộng tạm giả rồi, vậy mà còn lập lè sắc hương, tất nhiên là còn khoe này khoe kia đủ thứ trơn trọi, khoe gì lắm khoe không. Cho nên cất cái nhà, thấy người ta có nhà đẹp mình cũng muốn cất cho có cái nhà đẹp giống như người ta khoe không, rồi thấy người ta chạy chiếc xe đẹp bắt đầu mình cũng muốn chạy chiếc xe đẹp mình khoe với người ta, rồi thấy người ta mặc cái áo đẹp bắt đầu về mình cũng kiếm tiền mua cái bộ giả gì sao mặc cho nó đẹp giống như người ta khoe. Nó là lập lẽ sắc hương chứ làm gì. Nhưng mà mình nên nhớ kỹ, bây giờ ghe không bán, xin đừng bẻo lá, khỏi bận lòng của khách buôn viên. Nhà mình bán thì trong khi đó mình đang bán, cái thân mình bán thì bắt đầu mình cũng đang bán, rồi cái ghe mình bán thì mình bẻo lá mình bán. Mà cái gì mình tu rồi mình không muốn bán mà bẻo lá làm chi, phải không? Nếu mà không bẹo lá tất nhiên là ta không có dạm hỏi, ta không có mua. Mà nếu như bây giờ bẹo lá cái ghe đó rồi, quý vị mình biết đó hen, người ta trả chưa có tới giá đó hen, là chưa bán đâu. Nhưng mà có ngày người ta trả tới giá rồi một cái là mình không biết làm sao, nào tới giá rồi cũng bán hả? Cho nên thôi giờ ghe không bán xin đừng bẹo lá, tất nhiên đừng có bẹo. Mà bẹo lá đó là gì? Tất nhiên là lập lè sắc hương đó chứ gì, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta không có lập lè sắc hương nữa, mà chúng ta coi như là cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn dương. Còn Đức Thầy bảo cho chúng ta biết đó là hãy tìm con đường giải thoát cho mình. Sao nữa? Bằng cách lạc đạo, an bình, xả thân tu tịnh. Đó là đúng theo con đường Đức Thầy đã chỉ dạy. Còn ai mà cứ lập lè sắc hương hen càng khổ, khổ lắm cô bác anh em chị đồng đạo. Biết sao không? Là mình có cái nhà gì, là có người khác cái nhà cao hơn, mình có cái xe tốt, có người khác đó tốt hơn, mình có cái ghe bự, có người ta ghe bự hơn, mình đẹp gì bắt đầu có người ta đẹp hơn, mình xấu có người ta xấu hơn, tôi lùn có người ta lùn hơn tôi chứ đâu tôi tệ đâu, phải không? Vậy thì bây giờ tỷ thượng thì bất đúc mà tỷ thả hữu dư, đúng không? Nhìn lên thì chẳng bằng ai, mà nhìn xuống thì không có ai bằng mình. Cho nên thôi giờ mình tu đó hen, là mình cứ việc là mình nhìn xuống đi hen, đừng có nhìn lên nữa. Rồi bây giờ nếu như chúng ta hành đạo á, bây giờ chúng ta được nhìn lên chứ đừng nhìn xuống. Hành đạo tất nhiên là thấy ngốc đàn, ông tu hành ngon lành, ông cúng lại hai ba thời, ông niệm Phật siết gan, nhìn ông giống cái, phải không? Có đâu mà nhìn cái ông mà cúng lại chưa gì xong, bắt đầu cái chạy ra ngồi quán nhìn cái ông đó đó. À, ông tu gì khỏe, ông ngồi quán cà phê không? Nhìn mấy ông chi vậy? Phải không? Cho nên bây giờ tu chúng ta coi như là nhìn được quyền nhìn lên, tất nhiên là nhìn những người tu tinh tấn. Còn nếu như bây giờ cái cuộc đời giả tạm vật chất của cải tài sản gì đó, thôi bây giờ mình nhìn xuống thì đừng nhìn lên.
nhìn lên không có bằng ai chân trỗi, cỡ nào cũng không bằng chân, mà đeo cỡ nào cũng mệt chân. Vậy thì bây giờ qua câu này, được đồng đạo nêu lên cõi trần đừng đóng ngựa xe. Tất nhiên là bây giờ chúng ta ở trong cõi trần này là đừng có ham mê danh lợi, đừng có đeo đắm cho nhiều, mà đeo đắm cho nhiều cuối cùng cũng phải bỏ. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là trên dương thế hữu hình tắc hoài. Tất nhiên là cuối cùng chúng ta cũng phải bỏ, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rời hậu non, thấy không? Chỉ có tội phước hãy còn đến nơi, thẩm phán cử sân diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ, nhiều ngày thẩm thê. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là chi cho bằng, không có gì bằng cái này hết. Chi cho bằng, ta sớm lo toàn, dình với lực, nghe kinh trọng Phật, đến năm chung, quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Đó là cái cao nhất của Bác Anh Em Dùng Đạo. Vì vậy cho nên chúng ta bây giờ biết thân này là giả, cái của cải này là giả, không có gì thật, thì chúng ta cần phải tìm sống thật cho an hồn xác, sống mộng chi cho nát thân tâm, phải can đảm nhận đời lầm, quyết bừng tỉnh dậy kiếm tầm đường tu, đạo mới giải được câu đời tạm, đời còn nằm trong phạm vi mê, bởi mê thành khổ nhiều bề, mà điều gì cũng chẳng hề được lâu. Thân đã giả thì giấc nào phải thật, người luống công giành vật đeo mang, hơi tàn thì mọi vật đều tàn, dù cho vật ấy nồng nàn thương yêu của Bác Anh Em Dùng Đạo. Và đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc đề tài này và xin trả lại cho vấn chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mấy cái lần trước cũng có tồn động những câu hỏi mà đồng đạo cũng đặt lên, thì bữa nay mình giải quyết cái tồn động ha quý vị. Và đồng đạo hỏi bốn câu: học câu hỷ xã đại từ, nêu rương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần, câu bắt chánh gán mài chạm dạ tứ một điều, người khá hành y. Và cái người hỏi thì không có chấm, nhưng mà tôi chấm. Học câu hỷ xã đại từ, hỷ xã đại từ là trong đây là nằm trong bốn cái chờ đại đức của Đức Phật, mà tại sao còn phải nêu gương nghĩa sĩ? Nam Mô Di Đà Phật. Rồi câu bắt chánh các mài chạm dạ tới một điều, người khá hành y. Thì ở đây cái nghĩa sĩ đại từ, cái gương nghĩa sĩ này đó là như thế nào mà Đức Thầy phải là học câu hỷ xã mà còn phải nêu cái gương nghĩa sĩ, cho rõ cái phần này. Và câu bắt chánh gán mài chạm dạ, mài chạm dạ là như thế nào, chạm vô dạ là chạm sao cho nó dính chỏng, tới một điều, anh Tư cũng phân cái tới một điều cho nó rõ. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chẳng hết tay đây chưa quý vị? Và tiếp theo cái tiêu đề thứ hai mà được đồng đạo nêu lên trong bốn câu, và trong bốn câu đó là học câu hỷ xã đại từ, nêu gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần, câu bắt chánh gán mài chạm dạ tứ một điều, người khá hành y, chứ quý vị. Vậy thì trong bốn câu này đó là học câu hỷ xã đại từ, nêu gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần. Vậy thì Đức Thầy bảo cho chúng ta là học, tất nhiên là chúng ta phải làm theo. Cái nghĩa của chữ học ở trong Hán tự cho chúng ta biết học là bắt chước, cô bác anh em trong đạo, chữ học là bắt chước. Vậy thì bây giờ học câu hỷ xã đại từ là bắt chước làm theo ông Phật, thấy không? Ráng bắt chước làm theo Phật Thánh, đó là học. Vậy thì bây giờ ông Phật hồi xưa như thế nào, làm như thế nào mà được thành công, được đắc quả, thì bây giờ chúng ta phải làm theo như thế ấy, nên gọi là học. Chứ không phải học tất nhiên là đọc nghe. Ví dụ như bây giờ học, ví dụ như bây giờ cái chữ Nam, Nam, thì bây giờ cái cô giáo dạy vậy, bắt đầu mình đọc theo vậy, đó là học, cái đó là đồ họa, chứ không phải học. Mà học chính thức tất nhiên là chúng ta bắt chước để mà làm theo. Vậy thì bây giờ Đức Phật khi xưa đã làm như thế nào? Dấu Phật tổ đã ghi rõ lắm, chân chúng sanh cần bấm đi theo, tất nhiên là làm y vậy. Phật từ thiện cách nào đắc đạo, rồi dạy ta cũng làm theo cách ấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dân lời, đó là học, cô bác anh em dùng đạo. Chứ không phải học mà trong khi đó đọc giảng rồi thuộc lòng rồi ngâm nga đó nghe, là cái đó là nó là học, không phải vậy. Mà học tất nhiên là những cái gương hạnh của Phật, của Thánh, của Tiên, của Thần,
mà hồi xưa coi như là thực hiện cái công ích như thế nào đó là chúng ta phải làm theo, đó là học. Nhưng mà qua câu này thì bây giờ Đức Thầy lại nói là học câu hỷ xả đại từ. Là bây giờ cái câu hỷ xả đại từ tất nhiên là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mà đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là bốn đại đức của chư Phật. Mà bốn đại đức của chư Phật tất nhiên là những cái đức này để mà đem đưa con người vào đến cái chỗ coi như là an lành và giải thoát của bác anh em chư đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết trong cái là bốn đức đó là đức từ, thường thường an vui mà làm những việc lành, vào gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã. Đó là đức từ. Học câu hỷ xả đại từ. Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là tu rồi mà rà soát kỹ lại mình có coi như là có tâm hỷ xả chưa, có cái tâm đại từ chưa. Nếu như chúng ta chưa có tâm hỷ xả, chưa có tâm đại từ thì bây giờ chúng ta tu coi như là đi tới đâu dính tới đó, đi tới đâu mắc tới đó, đi tới đâu còn chấp tới đó. À, cái người tu chúng ta mà còn chấp, còn mắc, còn vướng, còn đủ chỗ dân chậu cô bác anh em chưa đồng đạo thì cái chỗ này coi như là chưa bước lên cái nấc thang của Phật vị được. Thấy không? Cho nên cái người tu chúng ta phải mở rộng lòng, khoan dung, tha thứ và không có câu chấp, nên gọi là hỷ xả đại từ. Hỷ hỷ tất nhiên là trong khi đó là thường thường ăn vui mà làm những việc lành, vào gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng gì thế mà sanh lòng buồn bã. Đó là đức hỷ của Đức Thầy. Thấy không? Còn cái đức xả là chẳng chấp một pháp nào ở trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thải những ai tối tâm lầm lỗi. Thì bây giờ chúng ta rà kỹ lại cái điều đó đi. Bây giờ chúng ta có được chưa? Có nhiều khi coi như đồng đạo chúng ta coi như là nó trên lệch với mình có đôi chút gì đó, mà mình coi như là cũng chấp mắt, chấp mắt từ câu, chấp mắt từ chữ cơ bác anh em chồng đạo, cho nên không có học được cái câu hỷ xả đệ từ. Cho nên bây giờ chúng ta nếu như tập được cái tánh từ bi hỷ xả của Đức Thầy đã dạy cho chúng ta đó là được tứ đức. Mà đã được tứ đức đó thì Đức Thầy nói là khi chúng ta niệm Phật phải biết bốn đại đức của chư Phật. Và làm sao ta có thể đạt được bốn đức ấy? Tất nhiên là đức từ, đức bi, đức hỷ và đức xả của bác anh em dùng đạo. Vì vậy cho nên qua câu này là học câu hỷ xả đại từ, nêu gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần. Thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta nêu gương nghĩa sĩ. Vậy bây giờ cái gương nghĩa sĩ, cái gương đó là ai của bác anh em dùng đạo? Cái gương nghĩa sĩ tất nhiên là người đã đi trước mà để lại cho những, cho chúng ta một cái tấm gương. Mà cái tấm gương đó tất nhiên là ngài coi như là không còn bị vướng gì ở trên thế gian này cô bác anh em trong đạo. Bây giờ cái gương đó Đức Thầy có nhắc lại không? Có không quý vị? Có. Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết theo đòi gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí tầm ga đạo màu. Cái gương này gương nghĩa sĩ nè. Cho nên Đức Thầy bảo cho chúng ta học cái gương này nè. Hoặc giả là Đức Thầy nói là ấy chẳng qua là đạo lưng thường, chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm, non tuyết sang rú rừng thâm thẳm, đem thân phàm tình tầm đạo siêu sanh. Thấy không? Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói qua cái gương này là cái gương coi như là rất tốt của bác anh em chư đồng đạo. Ha? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải nói theo cái gương hạnh đó là cái gương nghệ sĩ. Bây giờ chúng tôi xin đọc dài cái gương nghệ sĩ mà ở nơi đây chúng ta cần phải nói theo gương này nghe. Thưa chị quý vị, vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa ngài nói lên, ngài thể hiện qua một cái gương này. Bây giờ chúng ta cần phải nói theo. Con còn nhớ tiền thân nhiều lúc, trên đường dài nhường nước, nhường cơm, lại còn nhường niệm, nhường gươm. Đây có phải là nghĩa sĩ không? Lại còn nhường niệm, nhường gươm, nhường luôn cả ngựa mà đỡ chân cho người. Yêu nhân lỗi từ đời thượng cổ, giúp chúng sanh từ thở xưa lâu, phải làm mới có đi đâu, từ bi tình ấy càng sâu chẳng mòn. Phải không? Cho nên Đức hồi xưa cái tiền thân của Đức Phật nhiều người chân của bác anh em dùng đạo, cái nghĩa sĩ nó là như vậy đó, nghe không? Rồi chẳng những vậy nữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa coi như là hồi còn coi như là tiền thân giàu có lắm cô bác anh em dùng đạo, nhưng mà ngài thực hiện qua cái tấm lòng nghĩa sĩ đó là gì? Nhiều tiền kiếp Mâu Ni giàu có, bạc tiền đâu làm khó được ông, mà là nhờ có tiền đồng nè giúp ông bố thí khắp trong dân làng. Đó là một trong ngàn công đức Đức Thích Ca chứa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho bơ biển non no cũng chưa vừa đại ân, thì Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai, thế mà ngài chứng Như Lai nhờ lòng bố thí, nhờ hai nhân từ. Thì Phật làm thế nay người làm thế, tất nhiên là ngồi kế Phật ngài, nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiền tài, chứ để nói sai khiến mình.
ai có cổ bỉ khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt, chớ ai có ga thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu, chớ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong dạ sạch, vào chớ quên bố đức thi ân, đó là noi gương nghĩa sĩ. Không, mà noi gương nghĩa sĩ thì dạ tư chớ gần, tất nhiên là không có riêng. Mà nếu như chúng ta bây giờ coi như là gì, cái tình riêng là chưa có nghĩa sĩ. Mà đã nghĩa sĩ tất nhiên là chúng ta không có dạ tư. Mà không có dạ tư tất nhiên là lo cho chung. Mà lo cho chung đó là lo quần chúng. Mà lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Mà tình tiên Phật hết trầm lưng chất phàm nhân, tất còn thân lưng hỏi Phật phàm có thế thôi, đâu khó mà làm hay không, việc đó tại người. Mà người đâu bóng đó không gờ, ngoái đầu ngó lại Phật trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, mà cây với thiền nào có xa nhau. Khéo tài môi mốc ghép vào thì cây nên được thiền tạo theo chi. Thì bây giờ để vậy phàm lộn lại là tiền. Cũng thời sử dụng đồng tiền, người lo quần chúng kẻ riêng lo mình, đúng không? Cho nên bây giờ không có giả tư, tất nhiên là chúng ta lo chung. Mà đã là lo chung tất nhiên là ở đây là lo, là cái tình đó là tình của Phật, của tiên, của bác anh em trong đạo, không riêng mình. Vì vậy cho nên các vị Bồ Tát, các vị Phật không có lo riêng cho mình cái gì hết, mà lo là lo chung trong thiên hạ, tất nhiên là không có cái giả tư, không có cái cá nhân, mà chỉ lo cho coi như là tất cả các chúng sanh. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là ta chịu khổ, khổ cho bà tạnh. Hai quật giả là một ngày giờ nào còn có trong chúng sanh chịu khổ, ta cũng phải khổ vì họ vậy. Cho nên đây tất nhiên là cái lòng từ bi của các ngài là vậy. Đó là noi gương nghĩa sĩ, dạ tư chớ gần. Qua câu thứ ba đó là câu bát chánh ráng mài chạm dạ. Nói câu bát anh em chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ câu bát chánh đó là gì? Ở nơi đây là bát chánh đó là trừ xong ba nghiệp chướng hãy làm theo tám điều chánh. Mà tám điều chánh đó là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh nghiệp, bốn chánh tinh tấn, năm chánh mạng, sáu chánh ngữ, bảy chánh niệm, tám chánh định, là tám con đường chánh. Mà tám con đường chánh là trừ xong ba nghiệp chướng hãy làm theo tám điều chánh, và sau khi diệt được thập ác rồi mười điều lành hiện ra. Vậy thì bây giờ trong tám điều chánh đó tất nhiên là câu bát chánh. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là câu bát chánh ráng mài chạm dạ, là chúng ta phải chạm dạ. Không, mà chạm dạ đó là gì? Chứ dạ đó là lòng, mà chạm đó là khắc. Như vậy là phải khắc ghi vào trong lòng của mình, cô bác anh em trong đạo. Ví dụ như bây giờ cái cây này đây, mà nếu như thợ chạm nó chạm vào rồi đó, là không bao giờ có như làm cái gì mà trong khi đó cho nó phai màu được. Là nó đã chạm, tất nhiên là trong khi đó nó in sâu rồi, thấy không cô bác anh em trong đạo? Nhưng ngặt nổi đồng đạo của chúng ta đó, danh thì chạm, lợi thì chạm, mà tình thì chạm. Chạm vô coi như là đem ra không nổi. Nhưng mà đối với Phật Pháp á, nói qua vấn đề mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn á, đưa vô văn ra, đưa vô văn ra chân chạm nổi. Phải không? Ví dụ như Đức Thầy nói qua cái chánh kiến á, là chánh đúng sự thật, kiến thấy xem xét, chánh kiến dầm thấy xem đúng theo sự thật. Phòng có người thường hay bị bản ngã lâu cuốn trí mờ ám, làm cho sai chạy ít nhiều sự thật, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, đọc hoài không thuộc. Mà cái gì mà đời trong khi đó nghe cái tiếng ca, tiếng cổ gì bắt đầu nghe thăm thẳm chiều trôi, chắc rồi bắt đầu nó chạm vô liền, không quên. Mà Đức Thầy bảo mình câu bất chánh ráng mài chạm dạ, mà mình không chịu chạm dạ bất chánh, mà mình cứ chạm dạ bắt tà. Không à, câu bắt anh em chồng đạo, bắt cái nào tà thì chạm vô gì, nó chạm vô nó một cái đống ở trong, trong khi đó là không biết bao nhiêu, không ai mua hết trơn mà cũng chạm nữa. Nó ngặt đời với cô bác anh em dùng đạo đó, phải không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta có chạm được bát chánh hen, khi nói chúng ta cũng nhớ chánh kiến, khi suy nghĩ chúng ta cũng nhớ chánh tư duy, khi chúng ta tu hành chúng ta cũng nhớ chánh tinh tấn, khi chúng ta làm ăn chúng ta cũng phải nhớ chánh mạng, khi chúng ta làm một việc gì chúng ta cũng phải nhớ đến chánh định, phải không? Rồi chúng ta tư tưởng một điều gì chúng ta phải nhớ đến chánh niệm, đó tất nhiên là chạm giả. Vậy đó mà không, trong khi đó là bỏ qua hoài vậy chứ hỏi bát chánh làm sao? Vậy chứ bây giờ bát chánh thì bát chánh chứ tôi có biết bát chánh là làm sao đâu. Có đọc ở đâu? Có nhớ ở đâu? Vậy thì bây giờ câu này Đức Thầy mới xác định cho chúng ta đó là phải câu bát chánh. Ráng mài chạm dạ, tất nhiên là chúng ta ráng mài miệng, ráng chạm dạ ở trong lòng của chúng ta, có bác anh em trong đạo chứ đừng để cho nó quên. Thấy không? Mà được như vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tu bát chánh rồi đó, thì bây giờ hồi xưa tu được bát chánh chạm dạ được, thì người đó tu được chứng quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhưng bây giờ thời kỳ này không có. Đức Thầy bảo cho chúng ta tu bát chánh chạm dạ đi, để làm chi? Để mà được thành Phật.
để mà được giáng sanh về cực lạc. Cô bác anh em dùng đạo có không? Đức thầy nói nè, nghe kỹ lại đi. Đức thầy cho chúng ta một chất biết cho là một chánh mạng chúng sanh ơi, hỡi cho hồn lên cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Đây tất nhiên là cái phương thức Đức thầy bảo cho chúng ta chạm dạ trong bất chánh để mà được giảng sanh về cực lạc, phải không? Rồi bây giờ chạm dạ cái chánh tư duy nữa nè, thì bây giờ Đức thầy mới bảo cho chúng ta, nếu như mà bất cứ một cái việc gì cái người tu chúng ta hàng ngày chạm dạ là đem chánh tư duy để áp dụng. Đó là chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Đây là bảo chúng ta chạm, phải không? Hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ, trên cùng dưới giàu thầy hai tớ cũng tưởng điều, chung chánh mới màu, việc vui sai mèo mã đâu đâu hãy dẹp ghét, nhớ câu lục tự. Cô bác anh em dùng đạo nhớ câu lục tự, đó là chạm đó, là câu bắt chánh ra mà chạm dạ là nhớ lục tự đó, nhớ niệm Phật đó, thấy không? Chứ còn bắt chánh bây giờ nó mới đọc lên rồi quý vị chạm không nổi, không có nhớ hết nổi, không? Ví dụ như chánh tinh tấn tín ngưỡng chân chánh và lớp tới khóa vô thần lượng thường cho gần thân xác, tức là con người, thân còn tức là người còn, thân mất tức là người mất, không có thánh thần trời Phật, không quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội có phước có duyên có hồn. Rồi bây giờ quý vị mà đọc qua vậy có nhiều khi chạm nổi, mà vậy bây giờ hỏi cháu bây giờ Nam Mô gì là Phật chạm nổi không? Nổi không? Nổi. Bây giờ không nhớ gì nhớ mà tôi nhớ Nam Mô gì là Phật được rồi, đó là chạm dạ bất chánh đó. Chạm dạ bất chánh theo lối Đức thầy dạy là vậy đó, phải không? Chứ bây giờ bất chánh mà chúng ta coi như là theo tu vậy, nó không có nhớ nổi. Cô bác anh em dùng đạo, tứ một điều người khá hành y. Rồi bây giờ đồng đạo mới nêu là hỏi với tứ một điều đó là cái gì? Cô bác anh em chứ đồng đạo, vậy thì bây giờ trong tứ một điều đó là nếu như cái nhà nghiên cứu đó thường thường á là cho trong khi đó là tứ ân, cô bác anh em chứ đồng đạo, nhưng mà đà soát cho kỹ đó nghe, tất nhiên là trong tứ ân không có cái chữ một có trọng, không có chữ một. Tứ ân tất nhiên là tứ ân trọng đại, tất nhiên là đó là phương pháp tu nhân, cô bác anh em chứ đồng đạo, của Đức thầy. Nhưng mà ở đây tứ một điều tất nhiên là trong bát chánh á, nó có những điều một. Ví dụ như Đức thầy nói là trong tứ á, là thứ nhất chánh kiến, việc chi xem nhìn, hay là một chánh kiến, là một chánh kiến, một chánh tư duy, một chánh nghiệp, là một, tất nhiên là nó có những đề một ở trong bát chánh. Và trong tứ diệu đề thì Đức thầy mới cho chúng ta biết á, là trong đó cũng như là cũng là một. Cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ là bát chánh là nằm trong coi như là thuộc về đạo đề, mà tứ diệu đề là gồm có đạo đề, tập đề, diệt đề, khổ đề, tất nhiên là trong đó coi như là tứ diệu đề. Thì tứ diệu đề ai có mến ưa thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đà mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền, ráng cực lòng một bước đầu tiên sau mới được làm nên Phật thánh, không? Vì vậy cho nên bây giờ trong tứ diệu đề đó là tứ điều mục. Rồi bát chánh đạo là đó là bát chánh. Như vậy là tứ diệu đề, tất nhiên là ở đây là câu bát chánh ráng mài chậm dạ, tứ một điều là thuộc về là tứ diệu đề. Cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ trong tứ diệu đề là khổ đề, tập đề, đạo đề, diệt đề. Thì bây giờ Đức thầy mới nói tứ một điều người khá hành y. Vậy thì bây giờ khá hành y sao đây? Cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ hồi xưa khổ đề của Đức Phật nói lên 8 điều khổ, nhưng bây giờ đối với cái khổ đề của Đức thầy nha, khổ đề của Đức thầy nói cho chúng ta biết không phải hành giống như hồi xưa, mà làm sao đồng đạo đàn? Cái khổ đề của Đức thầy đó là bảo cho chúng ta đang ăn thì ăn rau, mà ở nhà tranh cơm rau đợi dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn dương, là chúng ta chịu khổ, chịu khổ cúng lại, chịu khổ ăn chay, chịu khổ niệm Phật, chịu khổ làm lành, chịu khổ đi bố thí, chịu khổ đi làm xã hội. Khổ đề nó là vậy đó, là người khá hành y. Hành y đi tất nhiên là chịu cực khổ đi, không? Chịu cực khổ đi làm từ thiện, chịu cực khổ coi như đi đám làm tầng, đi đám làm tầng mà cái đường láng do gì mà cái đường mới hơi nhồi nhồi cái chịu không nổi rồi. À, cái đường mà dẫn mấy ông dẫn gì mà cái đường mà cái lòng vòng cái đường mới nhậu muốn gần chết vậy đó, mà đi cái gì không chịu khổ đề, không? Thì Đức thầy nói thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn nè, phải không mấy chị? Thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn,
lòng dục tu thì phải thiệt hạnh, chớ đừng có ham điều sung sướng. Tu mà ham sung sướng, muốn ngồi trên cái phẩm vị cao mà không chịu cực khổ, không chịu cực khổ thì làm sao mà được cái chỗ quả vị sung sướng. Cô bác anh em dùng đạo phải không? Cho nên Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Cho nên trên đồi cao sen không thể mọc, sống an nhàn có học chịu tu. Cho nên bây giờ chúng ta tu nên là phải chịu cực khổ mới được. Cô bác anh em dùng đạo, không chịu cực khổ tất nhiên làm sao mà được thành Phật thành tiên phải không? Vậy cho nên bây giờ qua cái chỗ coi như là tứ một điều này là khổ đề. Cái khổ đề tất nhiên là chúng ta phải chịu cực nhọc để mà tu, để mà hành đạo, để mà niệm Phật. Thì bây giờ chúng ta chịu cực vậy đó, thì sau này chúng ta mới thành tựu được cái quả vị cô bác anh em dùng đạo. Chứ không có ai ông Phật nào mà sung sướng mà thành Phật được hết, không? Không có ông Phật nào mà không phải vượt gian lao cực khổ mà thành Phật được hết. Cho nên bây giờ chúng ta muốn làm ông Phật ấy, là cực khổ lắm, chứ không phải dễ đâu. Nội tôi nói quý vị ví dụ thôi, cái chuyện đơn giản thôi, cái ông Phật bằng gỗ thôi mà còn không phải sung sướng được kìa. Bị người ta đục không, ta đục, ta chạm, người ta bào, người ta tẩy, cơ quan làm coi như là trần thân. Rồi ông chịu giết hết nổi, cuối cùng rồi đưa lên bàn thờ người ta mới lại được, phải không? Ông Phật bằng gỗ còn phải cực, đứng ông Phật thiệt, đúng không? À, vì vậy cho nên bây giờ làm giàu thì phải làm giàu còn phải khó khăn, huống chi làm Phật mà làm thần dễ đâu. Cho nên chịu cực khổ lắm, phải không cô bác anh em dùng đạo? Mà khi chúng ta chịu cực khổ vậy sao là sau này chúng ta mới thành tựu được cái quả vị Bồ Đề. À, vì vậy cho nên ở nơi đây là tứ mục đều gồm có là khổ đề, đạo đề, tập đề, diệt đề. Thì thôi bây giờ trong đó là nó có nhiều cái tiết mục quá, cho nên chúng tôi không có trình bày thêm nữa cô bác anh em dùng đạo, mà chỉ nói qua cái mục này thôi. Tất nhiên là khổ đề là chúng ta phải chịu cực nhọc để chúng ta tu, đó là tứ mục điều người khá hành y, là chúng ta cố gắng hành y gì đi là sau này sẽ thành công kết quả. Thôi bây giờ chúng tôi cũng xin tạm dừng qua bốn câu giảng này và xin trả lại cho nhân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bạn thêm thì bạn không có, xin phép cho thông qua, còn thiếu lại ba mục sau. Nam mô A Di Đà Phật.